Xin chào tất cả mọi người nhá. Trên tay của mình hiện tại là hai cái cây sáo đô, nhưng mà chúng sẽ khác nhau ở điểm đặc biệt, đó là cây sáo đô này sẽ là cây sáo đô 6 lỗ này, và trên cái cây sáo còn lại là cái cây đô 10 lỗ đó. 6 lỗ ấy, thì các bạn chỉ cần bấm như này thôi. Còn khi mà 10 lỗ ấy, nó sẽ có các nốt phụ ở đây này, đó, và ở dưới này, bên này, thì các bạn phải cầm làm sao cho nó đủ 6 lỗ cộng thêm 4 lỗ phụ nữa, làm sao cho nó đúng, bịt được tất cả các lỗ, thì đây gọi là 10 lỗ này, 6 lỗ. Và hai cái cây sáo này có rất nhiều các bạn hỏi là nó khác nhau như thế nào, mà tại sao có các lỗ nhỏ nhỏ như thế này. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn thấy cái sự khác nhau nhất của hai cái cây này và cái công dụng của nó là như thế nào. Nếu mà mới đầu ấy các bạn chơi sáo thì các bạn sẽ làm quen với cây sáu lỗ này đúng không? Và chơi lâu dài các bạn thấy các bạn chơi lâu lâu hơn thì các bạn đổi sang 10 lỗ. Đó. Thì cái cơ bản đầu tiên nhất là khi mà 6 lỗ thì các bạn mới đầu thì dễ chơi hơn. Và cái cây 10 lỗ này sẽ khó chơi hơn, tại vì các bạn sẽ phải bấm kín tất cả 10 lỗ, kể cả lỗ phụ. Đó, thì cái cơ bản đầu tiên nhất là các bạn về cái 6 lỗ thì các bạn sẽ dễ cầm hơn này. Và mới đầu thì các bạn nên chơi 6 lỗ trước, và sau này mình chơi lâu lâu rồi mình nên đổi sang 10 lỗ. Và các bạn mới chơi 10 lỗ thì các bạn sẽ không quen. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng tập và dần dần sẽ quen. Và sự khác nhau lớn nhất của nó chính là khi mà 10 lỗ, các bạn sẽ những cái lỗ nhỏ này thì là cái những cái lỗ mà sẽ khoét ra để mà chơi các nốt thăng giáng. Mình chơi ví dụ nhá. Khi mà chúng ta thổi đô si la sol fa mi re đô này mà chúng ta không bấm cái nốt phụ này, đó đúng không? Khi mà mình mở thêm cái lỗ phụ nữa, ví dụ là đô si la son 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 thăng nhá, đây son thăng này chẳng hạn vậy, thì mình khi mà mình mở thêm cái nốt phụ ra thì nó là những cái nốt thăng giáng. Ví dụ là nốt pha này, các bạn bấm nốt pha này, các bạn mở thêm lỗ phụ ra cạnh này nốt pha này, thì đây sẽ là nốt pha thăng. Mình mở là thành pha thăng này. Đó. Ví dụ ở đây nốt này này, đô này, đô đúng không ạ? Mở thêm ra sẽ thành đô thăng này. Đúng không ạ? Ví dụ thì khi mà các bạn thổi trên cây 10 lỗ này, các bạn sẽ mở những cái lỗ phụ và ta dễ dàng thổi chuẩn được các nốt thăng giáng mà chúng ta cần thổi trong bản nhạc. Còn ví dụ như cái cây 6 lỗ này thì các bạn phải sử dụng, ví dụ như là chúng mình sẽ bấm nửa này, nửa cái lỗ này. Ví dụ son thăng các bạn bấm nửa này. Thì khi mà các bạn bấm như này thì các bạn phải có cái ngón tay nó chuẩn một chút và kết hợp với tai nghe nữa thì nó mới đưa ra cái âm thanh nó gọi là chuẩn chuẩn được. Còn nếu mà muốn chuẩn 100% mà cây sáo chuẩn ấy, thì các bạn chơi trên cây 10 lỗ này. Đó. Thì ví dụ nhá, đô si la son thăng thì các bạn phải bấm như này. Thay vì bấm như này, các bạn chơi cái cây 10 lỗ, chúng ta sẽ mở cái nốt phụ ra thì nó sẽ thành son thăng và chuẩn luôn cái nốt son thăng đó. Và ở trên cái cây 10 lỗ này ấy, khi mà các bạn chơi ấy, thì chúng ta mới đầu có thể các bạn nào chưa quen thì chúng ta sẽ bịt các lỗ này lại, những cái lỗ phụ này lại thì nó sẽ thành cây 6 lỗ như thường thôi. Đó, không vấn đề gì cả. Thì mình lưu ý với các bạn ấy, khi mà chúng ta chơi ấy, thì chúng ta hãy thả lỏng tay ra và chúng ta cố gắng bịt kín được tất cả các lỗ. Mới đầu nó sẽ khó và sau này chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ quen đi. Khi mà chơi trên cái cây 10 lỗ ấy, thì những cái bản nhạc nào nhanh mà có thăng giáng nhanh ấy, nhiều ấy, thì các bạn chơi thì chơi 10 lỗ nó sẽ tiện hơn. Và mình theo mình thì khuyến khích nên chơi 10 lỗ nếu mà về sâu hơn. Còn khi mà chơi trên 6 lỗ thì gặp những cái nốt thăng giáng nhiều ấy các bạn chơi thì nó rất là khó và phức tạp, và hoặc là những cái bản nhạc nào mà chúng ta
thổi mà chúng ta muốn nâng tông các thứ thì hạ tông ấy thì mình chơi trên 10 lỗ thì nó sẽ tiện hơn. Thì về ưu điểm lớn nhất mà chơi trên 10 lỗ ấy, thì nó sẽ là mình thổi thăng dáng các bài nhạc, thăng dáng nó dễ hơn và nó chuẩn hơn chơi trên cái 6 lỗ này. Còn khi mà cái mà khó hơn đó chính là mình chơi trên 6 lỗ nó sẽ dễ hơn cái cây 10 lỗ này. 10 lỗ chúng ta sẽ bấm nó khó hơn. Đó, mới đầu thì nó sẽ khó nhưng mà chúng ta chơi sẽ quen đi và các bạn sẽ cảm thấy cái cây 10 lỗ này nó sẽ hữu dụng hơn cây 6 lỗ. Và như mình bây giờ thì ví dụ như một bản nhạc nào nó đừng có thăng dáng không ấy, đừng có thăng dáng gì ấy, thì mình chơi 6 lỗ nó thoải mái. Nhưng mà ví dụ chơi trên cái cây bài nào mà nó có thăng dáng nó nhiều nhiều một chút thì mình lại thích cái cây 10 lỗ hơn, nó mở các thứ nó tiện hơn những cái cây mà 6 lỗ đó. Qua cái video này thì mình so sánh cho các bạn biết được cái cơ bản nhất về sáo 10 lỗ về sáo 6 lỗ nó khác nhau như thế nào, thì các bạn xem là các bạn sẽ hiểu hơn về cái cây sáo 10 và 6 lỗ nhé. Đó, thì các bạn nào chơi lâu rồi thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên chuyển sang 10 lỗ, chúng ta mở 10 lỗ và chúng ta sẽ tập dần. Chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta cố gắng chuẩn bị lấy hai cây, một cây 6 lỗ, một cây 10 lỗ. Một cây 10 lỗ chúng ta sẽ tập, ở cây 6 lỗ chúng ta sẽ chơi theo cái thói quen của mình, và bao giờ mình quen rồi mình mở cả hai cây mình chơi cũng không vấn đề gì cả. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và các bạn có thắc mắc gì thêm thì hãy comment để cho mình được giải đáp cho các bạn nhá. Cảm ơn các bạn.